Xin chào các bạn nhỏ đã đến với kênh Đọc Truyện MV. Ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho các con một câu chuyện cổ tích rất hay và thú vị. Các con cùng lắng nghe nhé. Câu chuyện mang tên Cóc Kiện Trời. Ngày xưa ngày xưa, vào một năm không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp, nắng lửa hết tháng này đến tháng khác, thiêu cháy cây cối, hút cạn nước sông ngoài, đầm hồ, muôn loài không còn một giọt nước để uống. Các con vật to lớn, hùng mạnh, xưa nay tác oai tác quái trong rừng, đều nằm lè lưỡi mà thở để đợi chết. Không ai nghĩ được kế gì để cứu mình, cứu muôn loài. Sức mạnh của chúng chỉ để bắt nạt nhau thôi, chứ đâu có thể làm gì nổi ông trời. Duy có anh chàng cóc tía bé nhỏ, xấu xí kia là có gan to. Anh tính chuyện lên thiên đình kiện trời làm mưa, cứu muôn loài. Khởi đầu chỉ có một mình, nhưng anh không nản. Đi qua một vùng đầm khô, cóc tía gặp cua càng. Cua hỏi, cóc đi đâu? Cóc bèn kể rõ sự tình và rủ cua cùng đi kiện trời. Ban đầu cua định bàn ngang, thà chết ở đây còn hơn, chứ trời xa thế, sao đi tới mà kiện với tụng. Nhưng những con vật ở quanh cua nghe cóc nói, lại tranh nhau mà bàn ngang bàn lùi, làm cho cua nổi giận. Nói ngang bàn ngang là chuyện của cua, thế mà họ lại dám tranh mất cái quyền ấy, cái quyền được phép ngang như cua cơ mà. Thế là cua làm ngược lại, cua tình nguyện cùng đi với cóc. Đi được một đoạn nữa, cóc lại gặp cọp đang nằm phơi bụng thở thoi thóp. Gấu đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng. Cóc rủ gấu và cọp đi kiện trời. Cọp còn lưỡng lự thì gấu đã gạt đi mà nói rằng: anh cóc nói có lý, chẳng có lẽ chúng mình cứ nằm ở đây đợi chết khác cả ư? Ta theo anh cóc thôi. Đến ngang như anh cua còn theo anh cóc được, thì tại sao chúng mình không theo chứ? Cả bọn nhập lại thành một đoàn. Đi thêm một chặng nữa thì gặp đàn ông đang khô mọc và con cáo bị lửa nướng cháy xém lông. Cả hai con vật này cũng hăng hái nhập vào đoàn loài vật đi kiện trời do cóc dẫn đầu. Cóc dẫn các bạn đi mãi, đến tận cửa thiên đình. Khi đi trên đường cả bọn đều hăng hái, nhưng đến trước cửa trời oai nghiêm, bọn cọp, gấu, cáo, ong, cua đều sợ. Duy chỉ có cóc là gan, liền dõng dạc ra lệnh: bây giờ các anh phải nghe lời tôi. Kia là chum nước của trời, anh cua vào nắp trong ấy. Anh cáo nắp ở phía bên trái tôi, anh gấu nằm ở phía bên phải tôi, còn anh cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được trời. Tất cả đều nghe lệnh của cóc. Sắp đặt xong đâu đấy, cóc mới nhảy lên mặt trống trời đánh ba hồi trống ầm vang như sấm động. Ngọc Hoàng liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy có một người nào cả, chỉ thấy mỗi một con cóc xù xì, xấu xí đang ngồi chễm chệ trên mặt trống của nhà trời. Thiên Lôi bèn vào tâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm, bèn sai con gà trời bay ra mổ chết chú cóc hỗn xược kia. Gà trời vừa hung hăng bay ra thì cóc đã nghiến răng ra hiệu. Lập tức chàng cáo nhảy ra cắn cổ gà tha đi mất. Cóc lại đánh trống lôi đình. Ngọc Hoàng càng giận dữ, sai chó nhà trời sổ ra cắn cáo. Chó vừa sòng sọc chạy ra thì cóc lại nghiến răng ra hiệu. Lập tức anh gấu lưng lửng sổ ra đón đường tát cho chó một đòn trời giáng.
chó chết tươi. Cốc lại thúc trống lôi đình, đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lôi ra trị gấu. Thiên Lôi là vị thần trời có lưỡi tầm sét, mỗi lần vung lên thì thành sét đánh ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của Thiên Lôi không có ai bì được. Ngọc Hoàng yên trí, lần này cử đến ông Thiên Lôi ra quân thì cái đám cốc cáo ắt hẳn là tan xác. Thiên Lôi vừa hùng hổ vác búa tầm sét ra đến cửa thiên đình thì cốc đã nghiến răng ra lệnh. Lập tức đàn ông nấp trên cánh cửa bay vù vù ra và cứ nhè vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Nọc ong đốt đau lắm, mũi Thiên Lôi rát như phải bỏng. Nhớ là ở cửa trời có một chân nước, Thiên Lôi vội vàng vứt cả búa tầm sét nhảy vào chân nước chạy trốn. Nào ngờ vừa nhảy vào chân nước thì anh cu càng nắp trong đó từ bao giờ đã chờ sẵn để dương đôi càng như đôi gọng kìm cắp chặt lấy cổ Thiên Lôi. Thiên Lôi đau quá gào thét vùng vẫy vỡ cả chân nước nhà trời. Thiên Lôi tìm đường chạy trốn thì Cốc Tí lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức cọp nắp sau Cốc Tí nhảy bổ ra, gầm lên một tiếng vang động xé tan xác Thiên Lôi thành hai mảnh. Ngọc Hoàng thấy thế bèn xin giảng hòa với Cốc và hỏi Cốc lên tận thiên đình có việc gì. Cốc dõng dạc thưa: đã 4 năm nay ở dưới trần gian hạn hán kéo dài, không một giọt mưa, muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay để cứu muôn loài. Ngọc Hoàng sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói: thôi, cậu hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Lại còn dặn thêm: lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, không cần phải lên đây. Khi Cốc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó hễ Cốc nghiến răng là trời lại đổ mưa. Trong dân gian còn lưu truyền một câu đồng dao rằng: con Cốc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký, like, share và để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn các bạn.